Xong rồi lấy vợ xong rồi nếu mà có vợ xong hắn cãi thì chả được. Cắt cầu cắt rồi. Nhưng mà chưa con bồ câu cắt bao giờ đâu. Phải không? Sao mình tao nó cũ áp sắc cắt sắc bay. Ai cái này mình khẳng định bốc vườn hoa đấy à. Lên vườn hoa 12 tầm rồi. 12 vườn rồi. Không có con bồ câu không cắt được cầu người này đâu. Đây về lấy con bồ câu về cắt cái cầu đi mới được. Cắt thì cắt chán rồi đó, cắt chê đó. Cố làm đi, làm cái gì biết cái thấy cái gì mà làm. Biết làm cái gì? Biết làm cái gì? Làm vào đâu? Làm thế thì làm nhiều rồi. Cái bảo duyên âm, duyên âm đây con gái, bảo con gái thế nào lỗ lỗ. Cái em trai lỗ ai lỗ? 39 còn trẻ thôi. Tha hồ. Chào Pì Nọng nha. Khác thế này làm thế nào được cái số phận này đấy. Làm nào được không? Cái mô mà còn một chốn ban ơi. Chưa dồn về đâu bác. Chưa dồn về đâu. Vẫn em, còn vẫn còn có ba cái mô dài à? Mô dài có. Ừ, vẫn còn ba cái mô dài. Cái họ ở trong họ này. Ừ. Sao ăn này. À, bà, tham ăn này. Phải ba cái không? Phải. Vẫn còn ba cái mô dài mà. Cho thấy lên gương đây ba cái mô dài đấy. Lại lại. Tham mới thắng khẩn nó. Mà gần thôi không tính xa, xa đây mà có xa có 6 cái. Phải rồi. Xa bà đếm xem có 6 cái không? Gần thì có 3 cái mà xa có 6 cái. Gần chỉ có 3 cái thôi mà. Xa bà phải có 6 cái. Ờ được. Bà... À, lâu rồi đấy, có phải mình mới đào lên đâu. Lâu rồi mà, bây giờ xây hết rồi mà. Cái mộ 3 tháng, cái nhà 3 năm, hết 3 tháng là không ở được. Cứ hết 3 tháng là ở được. Nhưng mà cái mộ này bao nhiêu lâu rồi? Mấy chục năm rồi vào. Cái mộ ở được. Không phải phạm mộ, không phải động mộ. Sai không phải sai về mộ, nhất định cư. Các con cháu này, ông này nhiều con cháu đi xem đứa này kia bảo làm cái gì, muốn bà làm cái gì phạm mộ rồi. Không phải phạm mộ đâu mà bà cả bà hai đây này, xa ra ông bố bà mẹ đây này. Cũng không đến nơi đến chốn. Làm bao nhiêu lần cũng không được ăn. Bây giờ bà về cái bà cứ kêu cầu bà cả bà hai thôi là được ngay. Phát một đến luôn. Tôi làm không được ăn người chả bực. Kêu bà cả bà hai với họ họ tên với thứ mấy với. Ở nhà ông cũng thế, cũng thế nhưng mà làm then thì chả biết là người ta cúng cho thế nào thì. Thế mình có bảo đâu người ta biết. Sao cũng biết bà cả bà hai nhà nhưng mà nó không bảo chứ. Không bảo thôi, không biết đâu. Còn mình là con bà hai thôi. Nhưng mà cái then không thấy thì. Cái then không thấy thì bảo vào đâu. Con bà cả. Bảo đi cái vòng này. Cái vong này không phải vong người ngoài, vong này vong người nhà là em trai của người này. Đúng đấy, phải nhớ như thế. Được, thấy không, đúng không? Đúng. Người con trai hoặc người con gái. Trong bàn tay đấy. Đấy, không phải là cái duyên âm ở ngoài đâu. Cái này là cái duyên âm của người này thôi, là em trai của nó trong bàn tay nội tộc thôi. Không phải người ngoài đâu. Cái vong con gái đâu vào đây được. Trừ khi cái người yêu nó chết ý, thì mới phải, nhưng cái này không phải người yêu nó này. Cái em trai thôi đấy. Ôi, chết thôi. Ôi, cả vằn luôn. Càng lái càng lấy. Nhưng mà không khám cân thêm. Nhưng mà khám cân thêm thì leo ăn ăn thế mà. Lái đó, thử ba đi. Nào lái thêm, tôi mới chút cân lắm rồi. Mình thử ba đi đó. Lái cân lái. Đang phải lái mỏi lái ăn. Như thế có thể ca đó. Ngàn thôi. Vằn vô mà chả ma chế thêm đó. Chào anh em nhé, chào Pì Nọng nhé. Pin pháp mà xài pin sai mà. Kỳ mi có 59 9 giờ rồi. Tha hồ đến tối mà, không thể ở nhà cả ngày. Hôm nay em được đi nhà từ xa lắm đấy nhờ. Hôm nay tao tiếp được cả nhà, 20 người cũng tiếp được. Họ gì họ gì? Thứ năm mà nó. Bao nhiêu? 581. Thứ năm á? Ừ. 81. 41 tuổi. Họ Long thứ mấy? Không có đâu. Bố đi tài tí. Ồ, đi xem hộ thế này xem kiểu gì ạ? Mẹ nó đấy.
vợ vợ nó. Thế là hai thằng con, hai thằng cháu. Một Trầm Văn Cao là 2006 à? 2007 2006 2006 cuối năm 2006 cuối kia. Thứ hai con trai á? Hai con trai. 2008 à? Đúng rồi. 14 tuổi. Thổ công gì? Thổ công là Đông Thổ, Na Thai Đông Thổ. Mấy ba này khôn lắm nhỉ. Hôm nay một bà thuê taxi lên đây mấy nhà lên này. Thế không đi sớm đi. Còn mấy người nữa nhưng mà thôi. Vẫn còn hai nhà nữa. À thôi. Hai bà này xem được 6 nhà đi với 7 nhà đi nhá. Đấy thế các cháu nó về ngồi đây. Cháu về ngồi đây mà. Đậu xa sẽ đậu xét xét cao chân tang cao chính mình. Cái này thuê cái chị chín chóng ngồi như vậy. Thế sẽ copy. Bê sâm giang đăng hà số xí xếp ép bê đần tôi long quan đăng mơ hải xăm số xăm xếp ép cậu bê đần tôi nhất đăng đáy xếp học bê đần tôi nhị đăng xếp bác sĩ bê đần tôi pháp cùng chép sổ cho nghiệm tiền cho chắc thổ công na sai đa son đông thổ đa sư thổ công chung à nhưng mà cái này không bước ra này chơi đi chung nó làm rồi nhưng mà đã tách nhà gốc về đâu chưa tách ở nhà gốc không? Đúng rồi. Đây là khăn lập chứ có cái ai có gì ở đây có nghĩa là lúc ra đây là ở là dập cái này thôi chưa đi xin chân nhang cái gì về cả tách gì về đâu lúc bây giờ đến làm lễ phải tiêu ở chỗ cái cũ thầy nó không bảo thế thì biết nhưng mà ngày xưa là để nhà bố mẹ là cho đây nó giữ rồi nè với cái người vợ là không được giữ thế cái người vợ còn giữ không phải thì cũng không giữ đâu đến lúc ta ở riêng có con ra mẹ ta ở riêng rồi nè người vợ cũng được giữ ở chỗ cũ đấy rồi phải làm lễ phải tại tiêu lễ viết ở chỗ cái thổ công cũ về mới được này qua làm then cũng chịu làm nhiều lắm rồi làm nhiều không biết làm đi đâu đi xin là cho công thổ công cũ đấy à bảo mất vía đâu cái thổ công giữ ở chỗ cô giữ đấy nhưng mình đi gửi then nha đi gửi bà này không lấy về đây đi gửi bà khác nha tranh nhau rồi thế đón về đi thuốc binh thuốc mã đi lấy ở thổ công cũ đấy gọi là thổ công chung đấy gọi là gì đấy đi xin về chín một à đâu 41 tuổi này vào Kim Lâu nhá cái Kim Lâu cả bạch khổ đi mà thẳng tính quá dễ là dễ ngay mà khó ngay đấy vào nhà ngủ bên trái à vâng phải không vào nhà ngủ đây nó ở bên này thôi cũng vào bên phải thôi bên phải rồi đi đây cái nhà sửa lại nhà rồi á vâng chưa quét nhà quét năm nay không làm được bắt chiếc bảo làm ăn nó không vào cầu không làm được năm nay năm là một năm cách một năm này không như năm nay nó kỳ họ mà năm nay năm xấu mà không biết nè năm ngoái hợp họ năm nay kỳ họ cái họ sầm này kỳ tì rồi xíu hôm nay năm nay xíu rồi kỳ họ mà năm nay năm xấu hạn chế sửa nhà sửa cửa hạn chế những đám ma đám hiếu chết oan hồn đi chết trẻ không được đi năm ngoái nó làm rồi năm nay nó không sửa đấy bảo là hạn chế sửa nhà hạn chế đám ma đám hiếu những người chết oan không được đi không phải là sửa nhà đâu hạn chế năm ngoái nó hợp họ trả sửa cái gì năm nay nó kỳ họ nó sửa cái gì năm ngoái là được né năm ngoái hợp họ mà họ sầm nó năm ngoái nó hợp họ mà cái năm nay là kỳ họ rồi họ sầm khác với họ đàm khác với còn sầm họ sầm với sầm mấy họ đàm thôi trong số này trong cái số cháu có 300-400 họ đây này 41 tuổi này nhưng mà cũng bị đau ngày một lần nào để ngã trên cây xuống hay ngã ở rừng đấy có đau được ngã đây cả bạch hổ
hãy kim lâu đi, hãy quan tài đi, đón vía về. Phát này cái ngày này đi vào cái tháng 7, bước qua tháng 8, cái tháng 8 ngày 13 tháng 8 này có hạn. Rồi cái ngày họ Long thứ 3 năm nay được 39 tuổi này cũng không khỏe đâu. Hay ôm đau vặt lắm, nặng không phải nặng đâu, ôm đau vặt thôi. Hay đau đầu thôi, lúc nào cũng đau đầu. Chóng mặt. Có bỏ đây lần nào không? Chắc chưa, về nhà mình nói chưa bỏ lâu này. Thấy bốn người mình biết thế nào được. Thấy bốn người cháu ở với có phải bỏ nó bảo mình nữa. Bỏ nó bảo mình đâu. Có bốn người cháu đây mà riêng ba người đâu à? Thế mình không cần này này. Thế bà sinh bà để xuống ban xuống đây a bốn người đây này. Có phải riêng hai người đâu. Cái là không nuôi được, nó khắc hỏng rồi. Nó khắc hỏng đi thôi. Bên nặng bên nai nè. Rồi chưa để ra. Bên nặng bên nai thôi, bắt đầu mới có ra hỏng rồi. Chào Pin Động nha, chào mọi người đang xem. Cái con dâu này hay cũng đau là về cải quan đi, căn xương. Cái biết thất lạc cái bên thủy lấy trong có con rồi lúc đi được 2 năm rồi. Thế cũng biết đâu. Thế đang ngoài làm theo ông lấy về bên thủy à? Không biết đâu, có ai bảo mà biết. Cái ngày này, bảo là... cái ngày này đi được 2 năm rồi. Thế nó thấy khổ, nó bảo là đi xem. Ai đau mà khó ở lắm, cái ngày này khó ở lắm. Con về bên thủy đi nhé. Đi được 2 năm có con nữa. Cái đại lấy pan xá pan đắn là chưa có à? Tại lệ ban xa ban đàn trả đây nhá, trên đấu trên ngàn này mình tiến đâu cái máy mà ghi thử các bạn hay là ghi biết thử các bạn vừa là mình kỳ hơn mình đi hơn đâu là nhà bạn cài cái lăng thế này nhà hay đang leo ghi mình đi cài mình dựa vào khoản mình thính tờ năm đi cứ bảo có hạn này được cũng cài hạn đi và bị bớn cái lăng khảo kim mà mình khảo mấy hạn. Cái nghề 39 này đấy, nó tên năm ngoái, có hạn năm ngoái đến năm nay rồi chưa giải đi được. Cái hạn này bên thủy này này, một là bị trôi sông hay là bị ngã xuống nước đây này, bị lần nào không? Cái này mình không biết, nó không thảo. À này mình phải tăng nặng đấy. Ông 39 này ạ. Đi ô con đấy là nó. Ô con âm rồi nên là rất khó tính, nhiều khi rất khó tính, nóng tính. Và khó ở, ăn không muốn ăn, ở không muốn ở. Mình kiểu như bực bội trong lòng đấy à. Tâm khúc mắc trong lòng nè. Mình khúc mắc trong trong người đấy. Cả vợ chồng này như thế, cả vợ chồng bên thủy này. Qua giữa người chồng người vợ. Từ năm qua bà, từ năm ngoái làm cái công trình phụ đây à, để thính mình công thính bọn mình nè. Làm cái năm hợp họ như cái ngày xấu, cái giờ xấu, cái thấy người ta ăn cưới mình cũng làm không? Thì không xem này. Xem thầy nó bảo cái vợ nó đi xuống nóng. Thế mà bảo. Thế làm lòng cái giờ mình chúng là mình tính mình công. Thế vợ nằm ngoài 38 thế là xuống thế nào được? Dạ biết thế bảo. 38 xuống tôi đây khắc đề mình dưới đấy lỗ. Mình khắc làm mình lỗ, ai làm mình. Mình khắc làm mình được đau. Mình khắc làm khổ mình lỗ, cái gì đó. Thế bữa nay nó mới bảo nó thắc mắc lắm. Làm nhà sửa nhà. Thế sao lại cái nghề phải sống móng? Nó bao từ dưới. Biết rồi nhưng thế khác gì làm nhà đâu. Mình ta đàm móng rồi đấy. Không lật không lật thì không biết nhưng mà bây giờ sống móng như thế là bây giờ. Bây giờ nhà là nhà vợ vợ chồng không có nhà đâu. Chồng là ăn ở ở nhờ thôi vậy, ăn đậu ở nhờ thôi vậy. Như thế là hạnh phúc thế nào được, không hạnh phúc được đâu. Không khỏe được, không ổn được. Còn không bỏ nhau tao tốt lắm. Không bỏ nhau tao tốt. Đây đang nghe mình mượn thợ đi, mượn cái người ngoài hay là đúng rồi người ngoài đi. Nhưng mà đi xem thầy bảo thế thì cứ làm thôi. Cái ngày 38 làm thế nào được nhỉ? Xem cái sổ mình có làm được không? Cho nên chứ bảo không biết đâu. Sách nhiều sách lắm nhưng mất thời gian lắm. Thời gian cũng lên nhau hưởng nhận với bọn bá mà quay ra nhé. Chả nhé vô sở rồi hết số bắn chục kiểu mà nhau nữa.
tổ ăn điện thoại mình mà thôi. Tôi có mà này. Và mà là chặt xí lại hai tới hai mươi phẩy và đến mình nói mình u phẩy. Sách keo có, thủ sách thủ có. Em mà người ta bảo kỵ nhà không bao giờ sống đàn bà được, sống đàn bà là bây giờ chồng ở thuê ở động thôi, chồng thành vợ, vợ thành chồng. Nếu mà người chồng 38 tuổi còn tạm tạm được, người vợ thì không được. Đang nghe nói chung là mượn thợ là đẹp nhất, mượn thợ xong rồi đến lúc năm đẹp, năm tuổi đẹp. Năm nay 41, 42, 43, 44, 45, 45 không được. 44. Nói chung năm nay hợp họ thật chứ mà lại xây lại lấy tuổi vào thì không được. Lục lục ôm đau cũng là do cái nhà thôi, nhất định cứ sai cái nhà rồi, phạm cái nhà rồi. Để quét phạm nhà đi vào đấy con, 5 con ngựa về ta đất đi. Chào chị Trang nhé. Cái này về quét nhà, quét cửa đi và tiễn phạm từ cái móng lên. Sau này tập 6 mình thính mình công rồi tiễn thì khai thủ văn và hạ móng văn con nha. Cái ngày hạ móng đấy ngày nào phải nhớ, cái tháng nào phải nhớ. Hạ móng văn và khai thủ văn con 6 lúc mình tôi mang con tô tèo cả vợ cả chồng lên đi. Vấn đề là 6 lúc mình cần mang. Vấn đề là mình cần lăng. Bây giờ để xuống đấy rồi chả để khác mình để chôn mình xuống đấy rồi thì về đào mình lên lại thu về lại thu phạm về thu vía về mới được. Ơi trời ơi, nói chung là nhiều lắm. Trên văn quan hôm rồi đi làm mấy nhà cũng thế, cái vợ sống móng xong rồi là bỏ nhau, xây nhà 3 tầng còn lục đục bỏ nhau. Cái nhà một trên là nhà bạn, nhà du lễ cũng thế, cái vợ sống móng xong rồi cũng bỏ nhà đi. Nhà nào và văn bạn Linh thế, cái vợ sống móng bây chồng bỏ đi Trung Quốc nhiều lắm, thấy nhiều lắm rồi, cha bỏ cho thấy nhiều lắm rồi. Cái nhà nào tốt thì tốt, độ không tốt đấy. Cũng làm rồi đấy nhưng mà không biết thôi, cũng làm then rồi đấy, cũng làm ấy rồi, mà cái sửa này mình mới sửa này là mới sửa thôi. Biết tiến phạm đi là được. Hai này con trai, hai người con cháu này chung cầu, tách hoa đi, tách bản mệnh đi, tách số ra. Không thấy nhau thì tìm. Là chí chóe đó. Không thấy nhau thì tìm, thấy nhau thì chóe. Anh có em phải có, không có không được. Nhưng mà thằng Khai này ngồi dai lắm, đi làm đi chơi đâu ngồi dai lắm. Thằng em mình lì hơn thằng anh đấy. Bảo còn đi nhanh, thằng em thì ngồi lì lì đấy. Một ngày béo một ngày gầy à? Hả? Một béo một gầy à? Vâng. Thằng bé thì béo thì gầy. Một béo một gầy đến đấy. Cái thằng béo sao nó thế nào, nó cái số thế nào nó học mu đấy. Mộng lung đắc cải đâu. Nó hơi bướng lên, nó làm nào. Mộng lung mộng nào chưa cải được cho, nếu mà bây giờ nó hay, có nghĩa là cái mạnh thằng anh thì lộn thằng em rồi, thằng em lệnh của thằng anh rồi, lộn mạnh rồi. Sao nhìn là gương này thấy thằng em đây ấy thôi phải, béo là phải, thằng anh gầy thôi phải, lộn mạnh rồi đấy. Thằng anh lớn hơn rồi nhưng bây giờ lộn mạnh rồi. Bây giờ chung cầu này à? Bây giờ phải tách ra đi. Tách cầu đi, bên ngoài hoa đâu, bên ngoài hoa đấy rồi. Tách ra đi là được. Làm cái này làm xỉu lễ thôi, chưa làm đại lễ nhưng mà bây giờ làm có làm được làm xỉu lễ thôi. Để quét nhà quét đây là quét nhà quét cửa thôi. 2-3 năm được ăn hắng làm đại lễ. Thôi cái thổ công, cái thổ công chưa về, chưa coi là mình khác lập thôi đấy. Mình coi là bây mình đi vào đang đất tặng sân mình lập, và đây mình đã đi địa bàn nhà tao thôi. Chúng mày không được vào thôi đấy. Cứ về đến cái đất kia là nó cứ thấy nó khác lập, là cái đất kia là cái đất gì thôi. Thôi lập địa bàn lên thôi đấy. Nhưng bây giờ con chim ở đây địa bàn nhà tao rồi, chúng mày không được vào thôi đấy. Thế ai biết vào? Chưa xin về. Chưa xin ở chỗ cũ về à? Phải đi xin về đi.
thuốc mà bèo thuốc mình mới tặng đi đón vía cái thổ công cũ đi tiều về xong rồi nhập vào cái chỗ mới này tạ nó tạ vào nó thì mới được. Hai người con này cái người cả này nếu mà như thế là cả mộng lung nhé, cả mộng lung mộng lá mộng lung thiên tam mộng lao thiên nư đấy. Phan này cái người em này, hai người phải quan sơn quan sát ăn con lòi con tụt con lòi này nó bị ngã trên cây số lần nào chưa? Ngã trên cây mà cái số nó còn ngã trên cây xuống mà ngã trên cây ngã xuống sông xuống giếng cái số nó còn như thế. Cái tóc lời tóc nặng tờ vì ra hôm trong này có ai ai không sạch sẽ rồi đi rồi. Không có thế nào và mới vào đây này. Tao lên cổ ngay đâu, tao biết được ngay đâu. Sáng nay những bạn này vào chưa có gì nên vẫn bình thường vẫn nói trong này, bây giờ nói hẳn hẳn là biết ngay đâu. Không dối được. Hả? Có nhưng không cần đâu. Cho nói một cái ra là trong ngay đâu. Không nói thì vẫn khàn rồi nói rằng là cái là trong ngay. Cháu nếu mà then khác không biết cho cháu là hiện tượng ngay, lên người cháu ngay. Đấy nhà mình như thế phải cải quan cho hai người con đi, không tiếc của tất cả đấy con cũng phải cải cả nhà luôn đi cho dễ. Bây giờ người bố này 41 tuổi hỏi phân họ trên, cái người mẹ hai ốm đau cũng hỏi phân họ trên mới được. Hai người con cải quan đi. Nói chung ngày xưa người ta bảo một con thì cải được hai người thôi, nhưng bây giờ cải tiến. Hãy cài qua một lượt, sau này ai ốm nặng hãy cài lại. Không ốm nữa là xong. Ngày xưa người ta bảo một con cũng cài được hai người, bây giờ cháu lại cài tiên hơn, cháu đi cài cả nhà. Sau này ai ốm đau nặng hãy cài còn không thì xong, thế là xong. Không biết nữa là xong. Ai cũng xin vía ra hết. Thân này sau này nếu mà không ốm đau nặng nữa, thế là xong rồi. Bốn mốt ba chín là kim lâu, 16 tuổi kim lâu, mới 14 tuổi không vào thôi. Là kim lâu bạch có làm được cái làm sổ lễ thôi, không làm đại lễ đâu. Nói chung là đại lễ nó cũng chưa đòi, đòi cũng đòi rồi nhưng mà chưa nặng lắm, vẫn còn khỏe. Lúc nào ông đau nặng không làm, bây giờ làm thì làm sổ lễ thì là hẳn. Tháng sáu có hạn. Cái thằng con dâu chứ con dâu này tháng 6 này có hạn rồi. Nhưng mà hai thằng cháu đã bị được đau rồi đó rồi. Được đau đầu năm là được đau rồi phải dạ biết được xuất sát rồi phải được ngã xe rồi nhưng không nặng đâu nhẹ thôi cái ngày chồng vào tháng 8 nên mới có hạn. Nhưng mà hạn chế đá ma với cái ngày là chết oan không được đi với cái ngày là mất tốt gọi là mất già tuổi già mất trong nhà thì được đi mất oan mất trẻ không được đi đi về là ốm đau đấy thì cả người ta bảo lấy quan tài thì con lấy đi quan tài đi tầm thời hạn đấy tầm then đấy người ta bảo mình lấy đi thì con lấy đi ấy. Lấy đi là hạn về nhà mình lắm đấy còn hỏi gì hỏi không là xong với pháp ma say say mà đạo tiêu lộ chim tăng tăng chính vì pháp của sĩ thắc tôi một chỗ thắc ông xếp khai pháp ma say xếp không pháp ma đéo nó luôn đi chỉ ní nhỡ mà bên đây hai cái kỳ ủ bà ha ban này đều ho ngược này à cái này mẹ là ở hô xăm Ô Sâm mà kinh khẩu không nữa. Thì khởi tài tài kỳ đấy. Ô Sâm tài S đấy. Con này làm lục 12 ấy. Xin Sâm tài S đấy. Ừ. Để lại bí. Tết hả lọ lôi. Ôi kỳ đó. Nó mang vậy. 37.
Pet hả? Ai nữa? Mẹ Lu, con Long, Tà Chí. Tà Nhi. Ông chồng này. Chồng bố mì đấy đó. Tài Kỳ. Tài Kỳ. Mà cặp bố phải Tài Kỳ cho các bạn chứ. Mất thì mất chứ, phải lấy ông chồng thứ tư chứ mới được chứ. Ồ. Thế nhằm các lục, em lục. Tú Tài Nhi là... Hô hứa... Hô hứa Tài Nhi. Tài bố tài mì. Tài mì. 96. 26 tuổi. Thế nhằm em thèm... Tài bố tài mì. Tài mì. Tài mì. Những con trai gái là được không? Con gái. Em bảo con trai gái là được không? Nhà em thân phổ là đấy không? Trai 201. Thứ tư à? Thứ tư. 201 là 21 tuổi Tân Tỵ. Không, bỏ cha. Cháu. Cháu vào bình nhà thủ công, bỏ cha. Hòa Bình à? Ừ. Mà đây không ra được cái vườn số Hòa Bình cơ. Tam dù Hòa Bình đấy mà. Tam cần hiếu lúc. Cái bàn rồi. Cao, bàn cao là thế nào ấy? Bàn cao chất bền. Lâu lắm không ở, một hai tháng không ở nhà đấy. Hôm nay ở nhà kiểu gì chỉ được 20 người. Còn hơn đi, tháng này nhà. Từ ngày mai đi lại không gặp anh ấy. Ngày mai đi lại lên đó. Phật đạo bay xa xây đầu bay xét họ xâm giang nhất số bét xếp hơi hạ bì thân tuổi. Tôi phô đậm hư rằng đằng xì đậm. Từ mê đến lục từ lục ơi. Đến đồ nam đến nữ bọc ơi. Nhị đang nhi học bì đến tôi. Xăm đang nhi xếp xì bì đến tôi. Xì đang nhi xếp hết bì đến tôi. Chép sổ cho ông em tiền cho chắc mơ ơi. Cái người họ hứa thứ tư mất đột ngột à? Mất đột ngột. Thấy không? Chuột chưa? Chuột nhiều lắm, nhiều lắm rồi. Sao chưa thấy? Còn mắc cái gì không? Sao chưa thấy vậy? Cái ngày chết đột ngột với phải không à? Đấy. Ông bố để lấy đi với. Chuột ông bố chưa? Ông bố không biết nó chết kiểu gì, biết chuột cái nào. Thế cho chuột bố chuột con thế nào được? Ông bố lấy đi với. Chắc cũng định hứa là tài nhìn nè. Bố thứ hai. Mất ông bố lấy đi với, không phải là ông ai lấy đi đâu. Làm lại luôn, không biết làm mấy lần luôn, chục lần ngay luôn. Thế ở đây là mất đột ngột với. Cái này phải chuộc từ bố ra mới được. Chuộc từ bố ra mà con mới được. Bố không về, con không được về đâu. Bố đi khổ. Bố mất khách nhà thôi. Ngày xưa ở trong nhà nhưng mà nhà... Trong nhà nhưng mà nhà là nhà cũ đó nè, bây mình làm lại nhà này. Không phải cái nhà bây giờ đâu. Ông mất ở nhà cũ thế ạ. Ông mất lâu lắm rồi cơ. Lâu rồi. Mấy chục năm rồi cơ. Hả? 28, 29 năm. 30 năm rồi lúc, 32 năm rồi phải. Năm bao nhiêu rồi? 94. Chế nhỏ mà có ông mình tương là không phải đều. Ông này giờ ở ngày xưa là ở cái lán à? Hay là vẫn ở nhà này? Vẫn ở nhà. Ở cái lán thì về nhà rồi. Ở cái lán phải không? Cái lán, ừ. Ông này ở cái lán mà bị từ cái lán. Ngày xưa đi vào đất lán. Ông này bị ở cái lán này rồi này. Có con trong con ma rừng mình theo đây này. Ông chết chuộc về. Ông đi khổ. Hay là đi hàng mấy năm đi ở trong làng ngày xưa là ông đi từ ông cụ xong rồi đến ông cụ được. Đến... Ông này này, ông này đi vào lán đến đây có cái thân ở đây này. Nhưng mà chưa thuộc thuốc binh vào đây lấy bao giờ. Ở chỗ cái lán này bây giờ làm đấy về chuộc phải thuốc vào cái chỗ cái lán ông đấy ở đấy à. Thì kiếm tiền non đấy à. Đấy thầy pan sa pan na pan đán đấy à. Lúc yếu về nhà rồi nhưng mà ông cái hồn này ông ở trong cái ví ông này ở đấy này, cái thổ công đấy được giữ ở đấy. Cái thổ công ở chỗ cái chỗ ông đi chòi ông đấy ở cái lán đấy à. Ta chuộc về bao giờ? Ông cụ không đòi chuộc đâu. Đừng có chuộc về ma ngủ gọi ma dậy. Thế là lục ra. Ông cụ không đòi chuộc.
Nó chưa còn đến ông cụ đâu, ăn làm đâu, nhưng mà năm đấy lại không làm, đáng nhẽ là làm. Nghĩa là hết ở đây nè. Là chuộc từ ông cụ xuống đến chết cái thằng tư này. Nhưng mà năm đấy là không làm. Ông cụ không đòi chuộc. Ông cụ không đi khổ. Chỉ có mỗi cái ông chồng bà 85 này này là ông bố này này đi vào trong cái lán trong rừng đấy, là chỗ đấy có con mặt có thần đấy, trong đấy ma rừng người theo đi khổ bay đi khổ, bây có đi quét lá đa đấy, kêu người ta đi quét lá đa đền chùa đi ăn xin đấy, chưa được về đi khổ lên mới bắt con trai đi theo đấy. Bắt hai người rồi bác, một người hai người, bắt mấy người rồi con trai của con đèo rồi có mẹ ăn luôn đấy, mẹ ăn luôn đấy thái này à? bà thím cũng ở trong đấy, cái họ đấy cũng là đấy trong lân ông nữa, thế mà trong cái đấy có thần rồi, đất thổ công sông Hà Bá đấy à, có cái thần rồi mà chưa kính nó ăn bao giờ, chưa kính nó bao giờ, là bao nhiêu lần lễ là không gọi nó về bao giờ, bây giờ không phải vào đây cúng nữa mà gọi nó về sân nhà mình ăn xong lại đưa nó về chỗ cũ, phải được chuộc về đi. Ôi, như cái nhà bà này bảo là đi làm lễ giải hạn không đi đâu. Cái này nó có khúc mắc, có nghiệp, có khúc mắc ấy. Trong nhà này nó có nghiệp, khúc mắc. Chưa giải được thì không nên làm. Làm về nó càng làm nó càng nặng. Mãi luôn, nó xúc tay nó bằng này. Càng làm nó càng nặng thôi. Càng làm nó càng kiểu là cạc oán thôi, oán trách thôi. Không giải được đâu, cái này không giải được. Chỉ có chuộc vong về rửa tội thôi. Đấy. Còn bây giờ bà càng làm giải hạn nhiều nó càng nặng thêm ấy. Không phải nhẹ nhẹ đâu. Giải hạn nó phải giải là xong mà còn nặng thêm ấy, đau thêm đấy. Cái này về chuộc đi, chuộc ở trong cái lán về, gọi là cái lán đấy gọi là cái chỗ gì đấy, gọi là chỗ núi gì đấy, thì bây bảo bà then đấy thúc binh, ông thầy đấy thúc binh vào đấy lấy thúc ở trong cái chỗ lán đấy về, xong đi ra chỗ mộ lấy thúc binh ra đấy lấy ở ma tương ma rừng đi lấy đình chùa đi lấy về, xong mới chuộc ông về, xong mới cho con trai về được. Thiên mang tỷ mang nè, thông lăng trang bản nè. Thiên mang tỷ mang đó. Bắt đột ngột, gọi là câm khẩu đi thôi, yếu mềm mà đi thôi, không dặn dò được. Tăng mang tăng lượt rồi. Tăng mang tăng lượt rồi. Thế đó là thề nguyện đấy. Nhưng mà đã chuộc về bao giờ? Bà chuộc con trai ông bố chưa được về, chuộc con trai được về được vơ. Bao nhiêu phần ông hết. Thế ma ngoài, ma nhà bán ra ngoài thì ngoài mẹ mua được. Cái nhà không bán thì làm gì nó mua được. Bây giờ nhà bán ra ngoài rồi, nhà lại không bán nữa. Người ta giả giá không bán nữa, cứ tranh nhau đấy, lên càng lên càng cao đấy. Lên giá đấy. Nhà này nhà nhiều lắm rồi. Cả thầy cả thiên. Bà này mất đi, gọi là chết đi sống lại rồi. Bao nhiêu lần rồi? 3 lần rồi phải. Không biết đâu, mấy lần nữa xem nó có cái gì làm cho nó. Ông chồng nó làm á. Đã lội chỗ chưa? Lội rồi. Ra chuộc chồng về đâu mà lội về đâu? Thế người ta chả bảo lội, chả lội. Thế là lội, người ta bảo mình chả làm. Mấy ngoài còn phải đi làm đi. Chưa đấy, chưa chỗ ông chồng này về không lội được đâu, lội về đâu được. Thế bà này cặp bồ chắc, không có chồng lội về đâu. Thầy hiểu chưa thấy chứ? Xong có cặp bắt vẫn có cặp. Chồng mất thì phải chuộc chồng về, nhưng lúc sống có vợ cả chồng mới lội được. Còn chưa lội về chính tha chính kiến này lội vào đâu? Bà này khác có tội được chứ? Phải vào lấy ông chồng này về đây và thành con dâu nhà này mới có tội được chứ? Có tội được mà. Không chuộc chồng về làm thế nào được với? Không chuộc về còn khổ, chưa mất thì chưa mất được. Còn vài năm nữa đi, nó còn 3 năm nữa phải. Bên càng lúc càng láo gì? Bà này hay nói linh tinh phải không? Có cái quần áo không? Không, chưa thấy rồi. À. Còn chưa đi, mấy lần rồi? Ba mẹ chồng ấy, chồng được. Từ cái căn kia đó. Đây nói giảm nói tránh. Cái này về phải chuộc ông thứ hai này đi mới lội được. Cho chuộc ông chồng về lội vào đâu? Chuộc ông này về rồi nhưng mà là lội vào ông cụ bà cụ đi. Ông thứ mấy bà thứ mấy đi à? Còn lại tìm đến gốc từ gốc thân căn đi và xem một cái gia phả đi. Ông để ông thứ hai này thứ mấy? Cái bà mẹ là họ gì thứ mấy? Thì mới lội được chứ. Bà lội to không thấy thứ mấy?
Thế mới bảo về hỏi người già đi. Xem trong gia phả đấy, gia mộ hay họ bia gì đấy thì phải hỏi. Ai già ai cao tuổi thì hỏi mới được. Ông thứ mấy bà thứ mấy đấy, mấy biết lội về chứ, bà lội chỗ, lội chỗ không biết thứ mấy lội về đâu. Lội không được mấy. Con mai tao tao bố mình chắc thứ mấy cũng mới họ gì lội về đâu. Nhưng mà là mọi bác cầm gì cho mệt nói ra câu xong. Bưng 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 đi sáng ngày xong đi về. Tháp đi về không? Mình tập thái lai nhanh tập tính hậu bay. Chào mọi người nha. Đấy, về chọc vòng đi. Chồng cho chọc về. Khẩn với câu vàng nè. Hết với câu vàng mà mình khẩn với khẩn tèo rồi cho. À lôi, khẩn câu vàng khẩn với khẩn tèo mê. Tôi cho anh hắn lại về được mê. À lôi. Làm nhiều lắm rồi nhưng mà chưa lội được. Bây giờ phải càng văn càng ăn khổ. Nếu mà không biết bà cụ họ gì thứ mấy, ông thứ mấy thì làm ở đâu lội thì xin lỗi cái gì. Còn càng nặng cái bà càng nặng rồi. Không cắt thì đi cắt cho rồi nhưng mà cái này làm tao bảo làm lễ lội rồi, tao không biết thứ mấy họ gì thì lội vào đâu. Nên lội dối trá mới bảo là càng làm càng nặng thôi. Thế cái bây giờ giải hạn không phải giải hạn đâu mà thêm hạn nữa đó, không phải giải hạn đâu. Thế cha mới bảo là mấy cái thằng con trai nó không nghe. Nó làm hết làm lại rồi còn làm cái gì nữa? Làm còn đúng đâu mà làm cái gì? Tâm thần nữa. Tâm thần được cái bà này chứ chủ đầy rồi. Cái quần áo ở đó. Đi xem lớp bà thêm nó bảo là xuống 3 chó 9 chó cái gì. Chả 3 chó 9 chó cái gì. 3 đời 9 trời, 9 đời cái gì. Chả chó cái gì đó. Cái dân tộc gọi là chó, cái kia mình gọi là bà chó. 9 đời 3 đời 9 đời rồi đó. Chả xuống đấy xuống đâu, đi đầy rồi. Đầy sống rồi. Bà chỗ đầy lắm nè. Người ta lúc còn trẻ thì manh động lắm rồi nè. Máu lắm. Đến lúc tuổi già thì ốm đau ra thì mới khổ. Không biết được nào lỗi. Bây giờ mới bảo là chuộc ông thứ hai này về, chuộc người thứ tư này về, ông thứ hai này chuộc ở trong rừng, chuộc cái lán đấy, cái tròi đấy, đi làm nương làm giấy ngày xưa ngủ đấy đấy, ốm đau đấy về đấy thì bây chuộc ở đấy về. Phát này để hỏi ông cụ thứ mấy, bà cụ họ gì thứ mấy mới lội vào đây đi, có con đợt bên ngoại về lội. Chào anh Quảng nha. Mình tay kinh chổi. Phát lo dụ xiên xiên lo dụ phát tướng mạ phúc bộ tướng lộ tướng trình mọi đi cắt thao ô mọi sang mọi khẩu thị lăng mê cắt mê khẩu ô mê đê mê thọc xăm giang mê bê cung qua đăng nhất số 80 mê hạ bi đơn tội cắt mơ khó tì bà sinh cắt khó tăng ba để bố dâm cắt lại cắt má sáng văn phải nà hà văn tiêu đằng văn sinh bên phải đầy bên con bên câu nghệ xưa đấy bên còn nhà trước mình kinh khó số ngon mình non ba dầu thầu tao đầy sinh tôi bác cọc xài thời hình có pháp coi mi lệ mi băng coi mi lệ khăn tạc băng khăn lộ coi mi lệ bay kiêu màu coi mi băng bay kiêu khay ba để bố đề khai vi mở câu vang kinh sền khai khăn mở câu ngân kinh đầu bố đề khai vi qua câu vang đâm trà khăn khăn ngọc câu kim công ngân đậm tố ก็มีกี่เป็ดตักตายต่างเป็ดแก้วตายหนูลุงก็วักนอนขันกองเงินตอนที่โตแม่นอนขันโตเตี้ยกัดคอ30ตัวกี้40ตัวแกมนำเตาทายสิตาตินอนทั้งตึกกุ้งไง30ตัวกี้40ตัวแกมนำเตาทายสิ30แม่แซง40แม่แซง3เม็ดกาโลก็สิ่งตีนั่งไม่แปลงสินอนไม่เอาเธอเป็นเก่ามาใส่ที่เก่ามาเจ้าไม่โอตั้งไม่เมยลุกเคยตั้งลุกบ่าวมีฟันไม่โคมานายโปรไก่เซงมาสิ่งตีนั่งกินง่ายสินอนกินเหล้าขัดเมื่อขับโปรตีออกมันบ่ายเมตาเซงบันก้อนเออลุกสมเด็จคันต่างปางเหล่าก็เซงโปรตีออกมากินเมตาเซงมาอย่างกินเหล้าคอยท้าถือสักไปเห็ดใดสักเห็นเมื่อไหนขัดเมื่อเขาเมื่อหนักลงเมืองหนังไทยแสนางขัดเกศเป็นนางคนจำเจ็ดเวนโบได้เอาวิ่งไปแต่งโตนายขันไปไม้โตได้เจ็ดโตท่าบันคอยท้าถือสักไปเห็ดใดสักบันขัดเมื่อเขาเมื่อดำจานยาดำโตโปรดับเมนายโปรกายเมย์คนโปรดับจำจีโปรมีเมย์เอาข้ามาโตเตียนโปรดับเมื่อกายเซ็งลังหือเอาบิดปากกุถอดีของดำชาเมืองดำโตโปดำหือดังแม่ดำหงกวานเมื่อโปดำหือดังนั้นยีดำก้อยทองตาทองตำทองตาเจอบำเท้าเราเจอเลย
coi mi lên rồi chồng mi tăng cười lội chỗ lội trà lội đâm lội biết tân ba lội xả phần còn nội đông ti nhật công nhật chỗ nhị công nhị chỗ sam chỗ xin công mương xì chỗ hà công mương à chỗ hóc công mương hóc cầu chất công mương chất rô pet công mương pet chỗ cầu công mương có chỗ coi mi thập bằng lăng bằng lai bằng tai bằng tàm thượng ba thạ mô đồ mô kê bằng lăng ma lội chồng mô lông bằng lăng mà đó cho mô lội phít văn và đôi xả văn to mi bác đây tô khát mi vàm tô và đôi mơ bác tì văn và bác tùm bác hơn văn còn mơ đôi mơ tì bóc phàm văn và thổ chân văn con ở kỳ nặng đền văn đào văn và lội phít khó tha lội xa khó là khói tha thử văn sắc phê hết đây văn sắc văn phô đám ơ hư thằng đăng nhì đàn bố đéo khuân mẹ mà tăng khuân sai mà tăng hơn mất nộng xô đài mà tài xô liễu bạn tôi đang thì khổ bản nơi là thì cực dương quan là thì cực khó tha dương quan là thì khổ cầu là trời mi lệ mi bằng thuộc bóng mạng mà say bóng huân mà leo dù ti đang văn và dù ti năn văn kéo con chất kéo đồng đam trang kềnh đồng kế bắt cái hải bắn xa bắt cái nả bắn đàn thuộc dù trang kéo ti tô mà trang kềnh tô theo coi lùng ti chỗ hông mương chỗ kế áo nhã lùng bằng áo phần lùng ư ôi đã ti đây thân tặng đây à bồ đề lùng cúc mẹ đa lùng ca mẹ dê lùng thị phăng ca na phăng cao tìm lùng mang tàng tổ tôn coi mi đệ khẩn tàng mi phăng khẩn lùa mọi ti mọi khẩn sải tàng khất đèo khất căn chơ căn phàm nhất chân nhất phàm nhì chân nhì phàm tam chân tam phàm sĩ chân mương sĩ phàm tha chân mương hạ phàm học chân mương học phàm chất chân mương chất phàm bẹt chân mương bẹt phàm cầu chân mương cầu phàm sau lúc mình khẩn mà bắn hôn khẩn khẩn mà ở mơ đây cái tăng sương tăng sương tăng sáng sương pi nọ văn và anh em văn còn pi đi tăng hẳn pi phạm tăng hơn ba văn lang kim phụ tài hồ anh thừa bà vi tóc nạp ta lời tóc lời ta tới kim nạp một pc một cờ sụp tô khát tạ tô thành giàu tô bác phát cảnh trong mi văn và trong pháp văn có pháp mình kế thuật phô mê định nghi đường thuật văn tay pháp bổ trắc mình sĩ bổ kỳ mình tàu dám khất ta khất quan sát văn tay nào văn tờ lăng thầu hư sang mê bên của mê bên thầu xăm răng mê bên đang nhấp xuống đây mà ơi bè sức phạ phí đơn tôi coi mi lệ mi tăng lệ khăn tăng băng khăn lộ coi mi lệ bài cứu màu băng bài cứu hải khao tăng xa kinh xa khắp tăng xa kinh lợi mơ sầm đăng đăng mơ nhất sốc bè sức phở hạ phí đơn tôi phục kinh ngân khất bình bộ phải đài khất màu nà mai mưu tay bao vắng bạc sao thường ngân sẻn giáo nộp bình xuống sán mặc dù đại sinh quân phải đấy bận cơ bận cháu ngày xưa bận còn ngày trước sáng văn tay nà văn tèo lang nó bốc khẩm sừng lục và còi xâm hồi còn sắp lệ sắp bằng sắp lệ bay tăng sắp bằng phải thay sắp lệ bay cứu vòng sắp bằng phải sắp lệ bay cứu màu sắp bằng phải cứu khẻ sắp lệ bay sầu còn sắp bằng sầu hồn tô tô hà thiết chi hảo bao nhiêu sẵn mà là dù đây sĩ bên phải đây bận con bận cáo ngày xưa bận con này ngày trước cơm bao bình dù là say bao ăn là pháp kiến chân tăng khuyến trinh năm tám tuổi cả hai con tài nhớ cả pha phượng pha đen đi mới được cái bà cụ ấy áo tô pet mà áo khăn cầu vàng không anh người họ Long thứ hai năm nay 51 tuổi lại không khỏe đâu ông chồng được cầm vía nha. Con gái thứ hai năm nay 26 tuổi là kim lâu. Thứ ba 24 tuổi này không có hạn. Thứ tư 21 tuổi này cả kim lâu bạch khổ cải quan đi. Cải ngỗng. Thế nha. Đấy về thế thôi. Để chuộc đi. Chuộc ông nội đi. Ông bố chồng đấy. Ra chuộc chồng nữa. Tàn cơ bán đâu nè, cái lục bán đâu nè. Trong trong cái túi có máu. Đọc được cái kia nữa bảo. Tập về mà say say mà đeo phát đạo theo xa say đạo theo xét đây theo xét chỗ thế gian theo xét rằng đường thế. Học phú á. Thế là gì? Học phú nghe mi mi. Học phú nghe mi mi. Bảy tám á. Bảy tám bốn bốn. Học sầm á. Tài ký. Tài nhì. Bảy nhăm á. Cái này thế không? Nhưng không ai lục thế. Tết bộ tên gì? Tập bộ lẽ.
Chị lấy pin 99 sớm 2001 thủ công quản trang non hướng con này bảo leo con này cho là đánh cả con đó mi thằng khan mi mi ông kia mi mình cùng mua về đó chết về chào anh Quảng, em lên làm anh ơi. Binh pháp to mà đồ binh can lâu mà đủ